Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình Cũng lâu rồi trong cái thời gian này đấy, mình khá bận về công việc gia đình Nên là cũng không có cái khoảng thời gian nó dành để mà làm video hướng dẫn Cũng như là update một số cái dự án, cái kèo Airdrop Hay là những cái app đào quay miễn phí Và hôm nay mình có bố trí một chút thời gian dành Để mà cập nhật và update cho bạn về hai cái dự án thì cái dự án quay X này các bạn biết rồi đây là một cái dự án phát hành quay miễn phí cho mình đào cũng khá là lâu mặc dù là cái đồng quay này đang là giao dịch và niêm yết ở trên sàn n nhưng mà trên app thì nó không có cái thông tin liên quan tới là Kyc và mở rút đồng quay X nhưng mà hôm nay bên phía dự án đã tiết lộ cái thông tin Kyc và cái thông tin mở rút đồng quay X về ví và trước khi mà cập nhật về cái dự án quay X này thì mình cập nhật cho bạn một cái dự án rất là tiềm năng và đây là một cái cơ hội để, cho bạn kiếm tiền hoàn toàn miễn phí và mình đánh giá cao về cái dự án này thì dự án này có cái đồng token ấy là OEX là đồng quay chính của cái sàn phi tập trung là sàn là OpenEX. và mục tiêu của sàn này hướng tới sẽ là thay thế sàn DEX và là sàn cách trong tương lai và hiện tại thì mình đang đào Enzo và sẽ là mở rút vào năm là 2023 tức là năm nay khi mà kết thúc đào thì mình sẽ rút nhá thì đối với cái app co thì bạn biết rồi nó đã là dừng khai thác nhưng mà bên phía dự án co này thì họ luôn luôn là quảng bá cho những cái dự án khác tức là một cái nơi là quảng bá đấy. nên là những cái dự án nào muốn được quảng bá thì sẽ là phát hành AirDrop ngay ở trên cái app co nên là bạn nào mà chưa đăng ký cái app co này trước đây thì bây giờ các bạn có thể đăng ký và mình tham gia mình đào cái đồng quay là OEX ở trên dự án này thì đối với cái dự án mình đào đồng OEX này à, họ sẽ cho mình đào miễn phí là 10% và sẽ là mở rút vào năm là 2023 khi mà kết thúc cái thời gian đếm ngược ở trên nhé à, vừa nãy mình nói nhầm một chút tức là mình sẽ rút vào là 20 tháng 3 năm 2023 24 vào lúc là 15 giờ không nhé thì đây là một cái kèo khá là ngon nếu như bạn nào mà chưa có cái app có đao này thì mình sẽ để cái đường link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký ở ngay bên dưới phần mô tả khi mà các bạn đăng ký thì bạn chỉ cần vào cái phần là của tôi đây nó sẽ có cái phần cho mình là xác minh khuôn mặt tức là verify đấy sau khi mình xác minh không phải là robot xong thì các bạn nhìn thấy phần là airdrop này thì ở đây sẽ có cái phần là dự án tức là cái dự án này nó sẽ có ba cái bên dưới là cái test nét à, test quay a và test quay b và là test quay c nhưng mà test quay a quay b và quay c này vẫn đang là test nét và vẫn chưa có cái thông tin là dừng test nét và đưa vào chính thức nhưng mà đối với cái đồng token là đồng là oex của cái sàn Openx này thì à, đang là cho mình đào chính thức nhé không phải là test nét tức là chính thức và sau khi mà kết thúc airdrop này thì họ sẽ là cho mình rút vào cái thời gian là 15 giờ À, ngày 20 tháng 3 năm 2023 thì mình sẽ được mở rút nhé dự kiến cho phép rút đấy còn bên này thời gian mà kết thúc dự kiến cũng vào là 15 giờ à, ngày 13 tháng 4 năm 2023 tức là kết thúc ngày 13 và sẽ tới ngày là 20 thì sẽ cho mình mở rút thì đây là một cái cơ hội cho bạn kiếm tiền miễn phí Nếu như bạn nào mà chưa biết tới cái app con này thì bạn đăng ký dưới đường link và cái video hướng dẫn của mình bên dưới phần mô tả và như vậy bạn nào mà chưa có tài khoản thì bạn đăng ký xong các bạn vào phần của tôi này các bạn sẽ là xác minh không phải là robot đấy tức là verify khuôn mặt sau khi mà xác minh robot thành công thì các bạn quay lại bạn nhìn thấy phần là dự án này các bạn click vào cái phần dự án thì ở trên đầu là cái dự án đang cho em mình đào đồng là OEX của cái sàn là OpenEX khi mà các bạn click thẳng vào đây nó sẽ ở trên đầu này các bạn nhìn thấy cái chữ là tham gia Airdrop màu vàng thì các bạn click vào đấy khi mà các bạn kích vào là tham gia thành công thì sẽ có chữ là thoát airdrop nếu như mà các bạn bấm là thoát này là mình sẽ không tham gia khai thác được nữa nên là các bạn không bấm vào đây thì ở bên dưới sẽ hiện cái cái chỗ mà đang airdrop tức là nó báo cho mình biết là mình đang là tham gia airdrop rồi thì hàng ngày các bạn vào đây các bạn sẽ là nhận cái số vòng nó về nhé các bạn bấm vào mục là airdrop đây nó sẽ hiện lên cái chỗ vòng này để cho các bạn nhận nếu như bạn đầy 25 vòng mà các bạn không nhận về thì nó sẽ là dừng khai thác và sau khi bạn đào thì bạn nhìn thấy nó ở bên này nó sẽ hiện cái tốc độ và cái số token các bạn đang có và cái băm à, cá nhân ví dụ của mình là băm của ai cũng là 300k và băm đội cũng như là à, băm toàn cầu tức là băm tổng dự án đấy thì hiện tại à, tổng dự án đang có là 257.34g nhắc tức cái mã mã hát nhé là tiếp theo nữa thì à, ở cái mục phí đây hay là ở cái mục của tôi này thì nó cũng hiện ra cái mục ví. Thì đối với cái mục ví của cái đồng là OX này thì hiện tại nó đang là khóa rút và sẽ cho mình rút vào năm là 2023 à 2024 vào là tháng tháng 3 nhá, vào 20 tháng 3. Bên ngoài này các bạn cũng thể là check được cái nội trình mà rút thì họ có nói là à, sẽ là một rút vào là 20 tháng 3 năm 2024. Và như vậy đây là một cái kèo khá là ngon để cho mình là kiếm miễn phí. Còn cái phần là test quay A và test quay B và test quay C thì nó đã hiện mã phí ở đây nhưng mà vẫn chưa có cái thông tin là dừng test nét thì cũng thể sau này à, dự án sẽ là cho mình luôn cái đồng quay test nét sang cái đồng quay chính khi ở main nét. Và có những cái thông tin mới nào thì mình sẽ là cập nhật à, nếu như mà không ra video kịp thì à, mình sẽ là update ở trên cái tab cộng đồng để cho bạn nắm bắt được. Còn bây giờ mình sẽ là cập nhật về cái thông tin mà KYC cái dự án mình khai thác đồng quay X thì ở trên cái trang chính là Telegram bên phía dự án thì cách đây ít phút có một cái bài viết liên quan tới là KYC thì mình sẽ là copy cái đoạn văn bản này để mình dịch cho bạn nắm bắt được. Và như vậy thì dự án có viết là vào tháng 5 năm 2023 KYC chung sẽ được phát hành cho những người khai thác và vào tháng 6 việc rút tiền từ ứng dụng khai thác sang ví CNX sẽ bắt đầu. Thì cái ví là CNX thì trước đây mình có là cập nhật và hướng dẫn cho bạn tham gia rồi Nếu như bạn nào mà chưa cài cái ví này thì các bạn vào cái cửa hàng là Zap Play này Các bạn sẽ ghi cho mình cái, các bạn chỉ cần ghi là quay qua net ấy Nó cũng hiện ra nhé Thì bên dưới là cái chữ là Wallet X này, Crypto Wallet này Các bạn sẽ là cài về ví và sau khi mà cài ví thì các bạn sẽ là mở hơn lên Và hiện tại thì vẫn chưa chưa cho mình cái rút về đây đâu chỉ có những bạn nào mà đang hâu ở trên cái sàn như là lớp banh thì các bạn có thể rút về đây còn là chuyện áp là họ chưa cho mình rút nhá ở đây nó sẽ có hai cái mã ví thứ nhất là cái quay x mà thuộc là à, CX trên này và bên dưới là BEP20 cũng như là khi nào mà chính thức cai C và chính thức mở rút thì mình sẽ là hướng dẫn cho bạn rút về mã ví thì cái đồng quay này đang là niêm yết và giao dịch ở trên cái sàn đầu banh cũng hy vọng là dự án ấy họ làm đúng cái lộ trình sẽ mở cai C và sẽ cho mình ấy, là rút cái đồng quay về mình bán vì cái dự án này mình khai thác cũng khá lâu rồi nhưng mà nó rất ít thông tin như vậy mình đã đã cập nhật cho bạn về hai cái thông tin của hai cái dự án là trên nó cora và cái dự án mình đào đồng đá quay x còn bây giờ mình sẽ là chuyển sang quay thưởng cho bạn ở cái comment trên cái video trước ở đây mình sẽ là tìm ra bạn đầu tiên nhé bạn đầu tiên may mắn này rồi chúc mừng bạn đầu tiên bạn là miền đất hứa nhé. Chúc mừng bạn. À, bây giờ mình sẽ là quay tiếp sang là bạn thứ hai nhé. Bạn thứ hai là bạn là một à, hậu văn nhé. Chúc mừng bạn. Thì à, hai bạn liên hệ mình qua Zalo để các bạn nhận thưởng. Cũng như là thời gian này thì mình à, rất bận việc gia đình nên là mình cũng không có thời gian để mà cập nhật ra video liên tục cho bạn được. Thì hy vọng trong thời gian tới mình sẽ là rảnh nhiều hơn để à, mình à, thường xuyên update những cái sự kiện, những cái kèo AirDrop cho bạn tham gia. Và bây giờ mình xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.